nhắm xã chị mê clip lắm, Việt Nam. Nó bán chè cho mày ăn kìa. Còn mày ăn cơm hay ăn chè? Ai biết đâu, cái này là cái gì ta? Cái đó là gì? Chuối gì? Chuối chiên hả con? Chuối hát. Chuối hát hả? Xôi chiên. Giờ chưa? Ăn, mày muốn ăn cơm hay mày muốn ăn cái gì? Mày ăn cơm. Mày cơm ăn cơm tao chi ra. Cái này hai đứa một phần ha. Không, ừ, tao ăn cơm đi rồi rồi số hồi quay lại ăn chè. Ừ. Vậy bé Trang ăn chè ha. Dạ. Ừ. Số hồi quay lại. Ai biết đâu, lại đây coi. Ít tới đây này, ít tới đây mày. Mày coi ăn thịt không? Ăn gì cũng được. Ăn thịt ra ăn gì cũng được. Muốn ăn đùi gà không? Cái nào cũng được. Thịt cá thì muốn ăn mẹ. Cho cơm sườn nướng thì cũng được. Cắt thôi dừng nha. Hết sườn nữa hộ. Mày ăn cá đi. Ê, ăn mày nè. Con làm được đây. Con nói đi. Con nói đây. Cơm này nè. Cho ít rau xào. Anh đẹp xe quá quay á. Anh đẹp xe quá quay á. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ quá. Cho ông tập trung uống bán được chưa?